Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến, vải thiều sớm của tỉnh Bắc Giang sẽ bắt đầu cho thu hoạch kể từ ngày 20 tháng 5. Vải chính vụ sẽ thu hoạch từ ngày 10 tháng 6 và dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Năm nay cũng là năm đầu tiên Nhật Bản chính thức cho phép Việt Nam xuất khẩu vải thiều. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có nguy cơ sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác xuất khẩu và tiêu thụ loại trái cây này, thì tỉnh Bắc Giang đã chủ động trong việc xây dựng kịch bản bằng những tình huống cụ thể với quyết tâm và sự nỗ lực cao nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ. Với gần 2 hectare vải thiều sớm, vụ vải thiều năm nay, gia đình anh Ngô Văn Cường ở thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, dự kiến sẽ cho thu hoạch khoảng 30 tấn quả. Năm nay cũng là năm đầu tiên, gia đình anh Cường tham gia vùng sản xuất vải thiều xuất Nhật theo tiêu chuẩn Global Gap. Phấn khởi vì đây là cơ hội để vải thiều tiếp tục có cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản xuất. Chính vì thế mà anh và các hộ dân trong vùng trồng luôn xác định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng vải thiều. Làm về theo cái hướng Global Gap là thực sự là cũng về triển khai với 8 hộ dân là đang làm theo một cái hướng rất là thuận lợi và tương đối tốt. Cái tuân thủ quy trình là phải ngặt nghèo mà có kiểm soát, mà chúng tôi cũng mở sổ mở sách ra ghi chép đầy đủ, kể cả là phân bón rồi là thuốc sâu rồi là nước. Đấy, nước tưới tiêu cho tất cả mọi cái là chúng tôi phải tuân thủ theo quy trình của các nhà khoa học. Năm nay, dù vải thiều chính vụ chịu tác động từ yếu tố thời tiết, song sản lượng vải thiều toàn tỉnh dự kiến vẫn cao hơn năm trước, ước đạt khoảng 160.000 tấn. Trong đó vải sớm 45.000 tấn, vải thiều chính vụ đạt 115.000 tấn. Trước những diễn biến phức tạp vì dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bắc Giang cũng đã chủ động xây dựng 3 kịch bản cụ thể cho công tác xúc tiến và tiêu thụ vải thiều. Kịch bản thuận lợi nhất đó là xuất khẩu sang tất cả các cái thị trường, các thị trường truyền thống và thị trường mới. Và cái kịch bản thứ hai là nó có khó khăn nhưng vẫn có thể xuất khẩu được. Nhưng cái kịch bản thứ ba là khó khăn nhất, đó là không xuất khẩu được trước cái diễn biến phức tạp của cái COVID-19, thì đó là thị trường nội địa trong nước. Đó là ba cái thị trường chúng tôi đều rất là đã có cái phương án và chủ động để và sẵn sàng kích hoạt cả ba cái kịch bản này, để làm sao nó chủ động tốt nhất, để làm sao mà tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sản xuất là tiêu thụ được cái sản phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang để tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác xúc tiến tiêu thụ. Năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường được quan tâm chỉ đạo, bởi đây là thị trường tiêu thụ tới trên 60% sản lượng vải thiều. Vì vậy, ngay trong những ngày tới, Bộ sẽ phối hợp với tỉnh Bắc Giang ra soát lại toàn bộ khâu thông quan tại các cửa khẩu. Từng cửa khẩu có những khe, có những thời kỳ, có những thời điểm, có những quy mô hàng đi khác nhau. Đó là cái điểm thứ nhất phải ra soát để có một cái kế hoạch rất cụ thể. Cái thứ hai, tất cả phải chuyển sang xuất khẩu chính ngạch. Cùng với đó là gì? Thường xuyên tỉnh làm việc với các tỉnh biên giới chúng ta. Sau này là trong cái chương trình xúc tiến, không chỉ xúc tiến thương mại, mà kể cả làm việc đơn tuyến, làm việc thường xuyên với cửa khẩu Lào Cai nào, với cửa khẩu Cao Bằng nào, với cửa khẩu Lạng Sơn nào, với cửa khẩu Quảng Ninh thế nào. Đúng không ạ? Tôi tin tưởng ta làm tốt được điều đó thì xuất khẩu đi Trung Quốc kỳ này cũng vẫn được. Ngoài việc quan tâm đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều sang các nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã hỗ trợ mời gọi các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đến với Bắc Giang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Dịch COVID-19 không thể làm thế giới ngừng hoạt động. Chúng ta vẫn cần ăn, cần hưởng thụ cuộc sống. Cảm ơn các bạn, cảm ơn những người nông dân đang ngày đêm chăm sóc để chúng tôi được thưởng thức những quả vải thiều chất lượng tốt nhất. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tiêu thụ vải thiều để ai cũng được thưởng thức loại quả chất lượng này. Dự kiến lô vải thiều xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản sẽ được xuất khẩu trong đầu tháng 6. Tỉnh Bắc Giang đang cố gắng, nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Mục tiêu phấn đấu sẽ tiếp tục là vụ vải được mùa, được giá, tiếp tục mang lại doanh thu cao từ sản phẩm chủ lực này.